xin chào các bạn ha. Đây là chiếc Honda Super Cup 125 phân khối vừa được shop của mình độ lên những cái món đồ chơi cho khác biệt với lại xe nguyên bản. Thì chiếc xe này mình cũng xin phép được giới thiệu, đây là chiếc xe Super Cup của anh Sơn gửi từ Hải Phòng vào cho shop của mình để độ những cái món đồ chơi mà theo yêu cầu của anh Sơn. Thì đầu tiên các bạn có thể thấy đó là cây bô ha. Cái bô đã được thay thế bô zin. Đây là sản phẩm của Takegawa, hàng nhập khẩu trực tiếp từ Nhật. Thì ở đây được trang bị một cái rổ. Rổ này được làm bằng sắt sơn tĩnh điện ha các bạn. Ở vị trí lắp bát rất là chắc chắn ha, hoàn toàn không khoan gì trên cái xe của mình, không khoan trên cái dàn áo của xe ha. Bát được thiết kế là bát ốc hoàn toàn như zin, không có khoan, không đục, không chế gì hết. Nhìn rất là thẩm mỹ ha. Rồi ở phía sau cũng được trang bị một cái rổ. Đây, cái rổ này mình gắn để làm mẫu thôi. Rồi phía sau này thì được trang bị một cặp phuộc ni trong. Đây là cặp phuộc ni trong của DNA ha các bạn. Và nó còn được nâng cấp thêm một cái bộ HPA hàng chính hãng của Factory. Cái bộ sản phẩm này nó có tính năng là để tăng chỉnh lò xo phuộc ha các bạn. Thay vì các bạn phải tăng chỉnh trên cái núm màu vàng này, các bạn phải tháo con ốc lục giác ra, rồi các bạn dùng cái cây phụ kiện của cái phuộc này để các bạn xoay. Thì khi mà trang bị cái núm tăng chỉnh HPA này á, thì các bạn chỉ cần vặn cái nấm này thôi ha, các bạn xoay theo chu kim đồng hồ hoặc chu kim học ngược chu kim đồng hồ để các bạn có thể tăng chỉnh cái lò xo này lên xuống, các bạn tùy chỉnh độ nhúng của cái lò xo này ha. Rồi ở phía sau này thì cũng được nâng cấp bộ đĩa sau với phanh đĩa là size 2:2 các bạn. Phanh đĩa này sử dụng đĩa của LCM, heo là heo Rambo logo đỏ ha. Rồi dây dầu cộng với lại những cái đầu ngắt nhìn rất là bắt mắt. Đây mình sẽ quay bánh cho anh em xem ha, rất là nhẹ nhàng ha anh em. Rồi ở phía sau này cũng được trang bị thêm một cái ba ga inox nè bạn, để có thể lắp thêm một cái vỏ, cái túi đựng đồ nè. Túi đựng đồ này là một sản phẩm của cấp 3 ha các bạn, hai thương hiệu cấp 3 đó, có thể đựng thêm những cái phụ kiện lặt vặt ở trong cái vỏ này cũng được, cũng tiện ha. Rồi do xe này là chưa có biển số ha, cho nên là gắn tạm cái biển inox. Cái biển inox này ở shop mình làm luôn nha các bạn. Đó, ví dụ anh em thích chữ xe xin số hay là chữ biker hoặc là chữ ô liền gì đó thì shop sẽ khắc cái chữ này bằng là laser ha, để gắn chơi thôi. Khi nào mình có biển số thì mình sẽ lắp cái khung biển số vào ha. Rồi ở phía trước này cũng được trang bị một cái bát che heo dầu ha các bạn, bằng nhôm CNC. Cái bát che heo dầu này mình có rất là nhiều màu ha, màu đỏ, màu đen, màu xanh, màu vàng, màu cam, anh em có thể lựa chọn trước khi lắp đặt. Và cái bát này lắp đặt hoàn toàn như zin ha, nó đúng lỗ của trên cái phuộc trước của xe luôn, chỉ cần tháo ốc ra, gắn cục canh vào rồi gắn ốc vào là xong. Rồi trước khi kết thúc video này mình sẽ quay tổng thể một vòng chiếc xe để anh em tham khảo lại những cái món đồ chơi đã được lắp đặt trên cái chiếc Super Cup 125 phân khối này ha. Video clip này về thì mình sẽ chuẩn bị bàn giao xe cho anh Sơn. Chiếc xe này sẽ được gửi ra Hải Phòng. Và bây giờ là giây phút mà anh em đang chờ đợi ha, mình sẽ nổ máy lên để cho anh em nghe thử cái tiếng bô nha. Đây là
chế độ guarantee nè. Rồi mình thử nẹp bô một vài cái nha. Thì giờ này cũng là giờ trưa nên mình cũng không có dám nẹp nhiều quá, không ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu anh em có nhu cầu độ xe thì hãy ghé Hoàng Chí Shop ủng hộ nha. Cảm ơn anh em.